Ok, hello cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club. Em là Tính ITB. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bản tin 5 phút nha. Hôm nay do có một số cái trục trặc về camera cho nên là em không có mở cái hình ảnh lên được. Em đang sửa fix lại cái camera, cái webcam từ chiều tới bây giờ nè. Cho nên là cái bản tin này nó hơi trễ một chút xíu. Chào mừng mọi người ha. Thì mình sẽ đi nhanh qua cái bản tin ngày hôm nay ha nhỉ. Thì nhìn chung là hôm nay thị trường chúng ta giảm loanh quanh đâu đó là 8 điểm đúng không nhỉ? Một cái mức giảm hôm nay sâu nhất có thể chạm về là gần lên tới 10 điểm cơ. Thì hôm nay là thị trường chúng ta có 215 mã xanh, 14 mã tím và 276 mã đỏ. Thì anh chị có thể thấy một điều rằng là số mã đỏ đang bắt đầu áp đảo số mã xanh. Và cái 14 mã tím hay là sàn Hà Nội có 22 mã tím và sàn Upcom là có tới 29 mã tím. Thì thật ra là cái gì anh chị? Đây là những cái mã cổ phiếu penny và anh chị thấy rất là rõ rằng là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì các cổ phiếu penny đang bắt đầu có những cái sự tăng giá rất là tốt. Bắt đầu là penny là gì, làm gì anh chị? Nổi một cái nhịp sóng lên, một cái nhịp sóng nhỏ nhẹ lên, cũng như là những cái mã cổ phiếu phòng thủ ví dụ như là GEG, BC1, BWE hay là kể cả là BVS, những cái mã cổ phiếu phòng thủ nó đang đi lên. Và thị trường chúng ta giảm loanh quanh đâu đó là gần 10 điểm nhưng mà bên chỉ số VN30 á nhỉ, bên cái nhóm VN30 á chỉ có hai mã cổ phiếu xanh thôi nhưng mà nhìn chung là cũng không có xanh được quá mạnh. Ví dụ như Hòa Phát có một cái mức điểm cao nhất nó có thể lên tới trong phiên giao dịch ngày hôm nay là 27.85 thì đóng cửa tại mức là 27.8. Phiên ngày hôm nay có một phiên breakout đến từ cổ phiếu STB, nhưng đối với cá nhân em thì nó cũng sẽ không có làm thay đổi xu hướng được thị trường trong ngắn hạn, đó chính là một cái xu hướng có thể là chỉnh. Từ ngày hôm qua, buổi sáng ngày hôm qua là em đã cảnh báo mọi người khi mà thị trường nó còn ở trên cái vùng loanh quanh là 1245, 1246 thì ngày hôm nay thị trường nó đã giảm về cái mức là 1233, cũng như là bên bên phái sinh đó nhỉ. Bên phái sinh đó cũng đang có những cái dấu hiệu cho thấy là có thể sẽ xuất hiện một cái cú big short nha, thì có thể sẽ xuất hiện một cái cú big short. Tuy nhiên trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà đóng nến á, thì em nhìn ra một điều rằng là ngày mai thị trường có thể là sẽ có những cái nhịp phục hồi đi lên. Nếu thật sự là thị trường khỏe hơn dự kiến á, thì có thể là hồi lên được loanh quanh cái vùng là tầm khoảng 1238 cho tới là 1242 thì cái vùng đó sẽ là cái vùng mà thị trường có thể hồi lên vào ngày mai. Tuy nhiên khi mà thị trường hồi lên thì em vẫn sẽ khuyến nghị mọi người chốt lại 50% danh mục nha nè, chốt lại 50% danh mục sẽ không chừa nhóm nào hết, tại vì khi mà thị trường mà nó điều chỉnh cái cú đầu tiên á, cái cú hoảng loạn đầu tiên á anh chị. Đó thì tất cả các nhóm ngành 90 95% cổ phiếu trên thị trường nó sẽ đều giảm hết, kể cả bất động sản, kể cả chứng khoán, kể cả ngân hàng, kể cả thép, kể cả đầu tư công mà vân vân. Đa số các nhóm ngành, tất cả các nhóm ngành đều sẽ giảm hết trong cái nhịp giảm hoảng loạn đầu tiên của thị trường. Ok ha nhỉ? Thì đó là cái vấn đề đầu tiên. Ở thời điểm hiện tại nhìn chung là thị trường mình đã giảm loanh quanh đâu đó là mười mấy điểm rồi. Đúng không nhỉ? Đã giảm loanh quanh đâu đó là 11, 12 điểm rồi tính từ cái vùng cao nhất ngày hôm qua em cảnh báo mọi người là 1245, 1246. Tuy nhiên là chưa có được cái thị trường chưa xuất hiện cái sự hoảng loạn. Và đó là cái lý do em muốn bàn trong cái bản tin ngày hôm nay, bàn một cách nhanh chóng thôi. Thì khi mà thị trường chưa xuất hiện hoảng loạn thì em chưa khuyến nghị mọi người mua lại. Hiện tại là trong room khách hàng của em đã khuyến nghị mọi người là chốt lại hết 50% danh mục và chỉ giữ lại 50%. Khi nào cần chốt thêm thì em sẽ báo thêm. Ví dụ như ngày mai thị trường nó tốt, thị trường nó kéo hồi lên ngược trở lại với một cái mức điểm cao hơn dự kiến, ví dụ là 1238, 1242 thì có thể em sẽ chốt thêm 20-30% nữa để nâng cái lượng tiền mặt lên 70 cho tới 80%. Tại vì rõ ràng là thị trường đang có những cái dấu hiệu rủi ro và bản chất nhiệm vụ của một người tư vấn giống như em tư vấn cho một cả một cái cộng đồng lớn như vậy á thì em phải cảnh báo những cái rủi ro đó và phải có được những cái kế hoạch quản trị rủi ro phải được đưa lên ưu tiên hàng đầu. Và một cái vấn đề này em muốn bàn luận đó chính là thông tin xấu về nhóm bất động sản. Anh chị có thể biết thông tư 06 là một thông tin tương đối xấu đối với nhóm bất động sản sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Bên cạnh cái thông tư 06 thì đang thảo luận về những cái vấn đề liên quan tới cái việc là không cho nhóm bất động sản vay bổ sung. Và đây cũng là một cái tin xấu thứ hai. Cái tin xấu thứ ba cũng đang được thảo luận đó chính là cái việc mà lãi suất cho vay của nhóm bất động sản á nhỉ, có thể sẽ duy trì mức cao thậm chí là tăng lên cao để siết cái dòng chảy tín dụng đối với nhóm cổ phiếu bất động sản. Đối với nhóm bất động sản chứ không phải là cổ phiếu gì, đối với nhóm bất động sản. Nhưng lãi suất cho vay kinh doanh, lãi suất cho vay sản xuất đồ á, sản xuất kinh doanh đó thì sẽ được giảm xuống. Điều này cho thấy rằng là nhà nước và chính phủ cũng như là họ đang muốn nắn dòng tiền chảy vào cái việc gọi là sản xuất kinh doanh. Thì cái dòng tiền này quan trọng là bây giờ nhóm bất động sản chúng ta cũng sẽ không có full hàng full margin nữa, mà nhóm em cũng đã chốt lời bớt 50% rồi. Và 50% đó chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ lại chứ không phải là vì cái tin xấu hay là vì một cái thông tin em nghe như thế này em chia sẻ với mọi người đem bán hết hàng. Không cần thiết phải như vậy, chúng ta vẫn sẽ đánh theo dòng tiền chưa rút ra khỏi nhóm bất động sản hết á, thì chúng ta vẫn sẽ nằm ở trong đó, chúng ta vẫn sẽ giữ hàng và chúng ta sẽ vẫn sẽ bám theo để tìm kiếm lợi nhuận đối với cổ phiếu nhóm bất động sản. Tuy nhiên khi mà em nhận được những cái thông tin này thì em muốn mọi người cũng được biết và em chia sẻ với mọi người như vậy để cho mọi người có được những cái góc nhìn khách quan hơn và chúng ta sẽ có được những cái phương pháp quản trị rủi ro.
và đặc biệt nhất là khi mà tháng 9 mà những cái thông tin mà được công bố ra anh chị sẽ không bị bất ngờ. Còn đối với nhóm chứng khoán, nhóm đầu tư công, nhóm thép vẫn sẽ là những cái nhóm mũi nhọn tấn công mà chúng ta sẽ tập trung khi mà thị trường điều chỉnh trong cái nhịp sắp tới, thậm chí là kể cả là nhóm ngân hàng. Và đặc biệt hơn hết trong cái nhóm sản xuất kinh doanh, em vẫn sẽ rất là thích nhóm thủy sản. Nhóm thủy sản và cuối quý 3 đầu quý 4 chúng ta sẽ cũng sẽ quan tâm tới cái nhóm dệt may. Thủy sản dệt may sẽ là cái hai cái nhóm ngành rất là hấp dẫn cho cái việc sản xuất kinh doanh, và cái việc mà em nói với mọi người đó, lãi suất của bên nhóm ngành sản xuất kinh doanh nó giảm á, để hỗ trợ những cái doanh nghiệp thì có thể những cái doanh nghiệp thủy sản dệt may có thể là sẽ có một cái con sóng tương đối tốt từ đây cho tới cuối năm. Ok ha anh chị. Đó, cho nên là cái tình hình chung mình sẽ là như vậy. Ha, còn ngày mai thì em nghĩ rằng là thị trường có thể là sẽ có những cái nhịp hồi vào buổi sáng để xem rằng là thị trường nó có hồi tốt được hay không. Hồi tốt thì em nghĩ là cũng chỉ để chốt lãi thôi. Còn nếu mà thị trường mà nó hồi buổi sáng mà nó hồi lên không nổi luôn á thì anh chị xác định giúp em, hãy chuẩn bị sẵn một cái tinh thần giúp em rằng là buổi chiều có thể là nó sẽ đi bụi luôn. Nha, thì buổi chiều có thể sẽ đi bụi luôn. Cái ngày nhạy cảm nhất là cái ngày thứ sáu. Ngày mai không phải là một cái ngày quá nhạy cảm, nhưng mà buổi chiều ngày mai nếu thị trường nó chỉnh sớm á, thì sẽ chỉnh vào cuối phiên sáng ngày mai kéo dài cho tới phiên chiều. Còn nếu mà thị trường nó chỉnh trễ chút xíu thì có thể sẽ rơi vào cái phiên giao dịch ngày thứ sáu. Anh chị có thể nhìn lên cái chart đồ thị ở đây. Anh chị sẽ thấy là có một cái EMA rất là mỏng ở đây nè. Đó, thì sẽ rơi vào cái phiên giao dịch ngày thứ sáu. Chiều ngày thứ năm thì nó chỉ mới nằm loanh quanh bên này thôi. Nó nằm loanh quanh bên này thôi, nhưng mà nếu như mà thị trường gặp một cái áp lực bán hoảng loạn xuống thì có thể là sẽ thủng luôn cái vùng mây ở đây. Nhưng mà ngày thứ sáu là sẽ là một cái ngày cực kỳ rủi ro, và anh chị có thể thấy ở đây là dao găm gãy nè. Có nghĩa là khi mà thị trường mà nó xuyên cái mây này xuống á là nó sẽ không có cái dao găm này đỡ, nó sẽ về thẳng luôn cái gáp này. Đó chính là 1.207, hay chúng ta còn gọi là quanh quanh cái vùng là 1.200. Và anh chị lưu ý giúp em cái điểm rất là quan trọng ở trong ngắn hạn, đó chính là 1.226. Thị trường mà quay về, chỉ cần nó quay về nó lấp lại cái gap 1.226, nó chỉ cần nó nhúng xuống dưới 1.226 rồi là coi như thị trường sẽ xác nhận điều chỉnh. Anh chị lưu ý giúp em về cái vấn đề đó. Và cái mốc quan trọng theo đồ thị kỹ thuật Ichimoku là 1.227 đó nhỉ, nói chung là 1.226, 1.227. Thị trường quay về đó mà đánh thủng cái mốc đó thì xác suất rất là cao luôn là thị trường sẽ bước vào một cái nhịp điều chỉnh, như em đã có chia sẻ, cũng như là như các anh em ITB khác đã có chia sẻ. Không phải là chúng ta thay đổi một cách góc nhìn 180 độ, mà đây là những cái rủi ro mà em cũng như là các anh em khác bàn luận với nhau và thấy được cái rủi ro này và phải cảnh báo đến ngay cho khách hàng. Chứ không lẽ bây giờ là cứ thị trường nó tốt, anh chị đang cầm hàng rồi cứ kêu thị trường tốt rồi lỡ nó chỉnh cho một cái, anh chị thấy từ qua tới giờ là nó chỉnh hơn 10 điểm rồi, các cổ phiếu thì đang thay nhau bò tùng xẻo. Anh chị thấy rất là rõ về cái vấn đề đó, các nhóm phòng thủ đang đi lên, nhóm Penny đang đi lên, bây giờ thị trường giảm điểm, VN30 chỉ có đúng hai ông xanh. Và anh chị có thể thấy rất là rõ trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, nhìn về cái khung 15 phút này, thị trường giảm điểm về lại những cái vùng hỗ trợ đây, không hề có lực cầu luôn. Không hề có lực cầu luôn anh chị. Rõ ràng là nó rất là yếu, cho nên là chúng ta sẽ quan sát cái phiên sáng ngày mai thì chúng ta sẽ xác định luôn được rằng là thị trường sẽ chỉnh vào chiều ngày mai hay là qua cái phiên giao dịch ngày thứ sáu. Nhanh gì thì hiện tại cái kế hoạch của em thì vẫn là bán chốt lại, nếu mà thị trường nó có kéo hồi lên chốt lại bao nhiêu, 50% tổng danh mục nha, 50% tổng danh mục chứ không có riêng nhóm ngành hay là riêng mã cổ phiếu nào hết. Lưu ý cái vấn đề đó giúp em, còn khi nào mà cần chốt thêm thì em sẽ liên hệ và em sẽ báo với cái room khách hàng, báo với room khách hàng của em ở trên room Zalo. Thì anh chị nào đang tìm kiếm một cái người tư vấn, một cái người đồng hành trên thị trường hoặc quan tâm tới room Zalo VIP, room khách hàng của em tính, thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số Zalo nha, 0866088044. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Đó, thì cái vấn đề nó sẽ nằm ở chỗ đó nha anh chị. Lưu ý giúp em về cái vấn đề đó, và cái tinh thần cho một cái nhịp điều chỉnh này là cái gì anh chị? Tinh thần nhịp điều chỉnh là để đi lên chứ không phải là chỉnh là để sập nha anh chị. Cho nên cái việc điều chỉnh này sẽ là cơ hội vàng để mua cổ phiếu, và cái vùng hỗ trợ của chúng ta cần phải lưu ý đó chính là 1.190 cho tới 1.200 nha anh chị. Ngắn hạn là 1.226, 1.227, còn khi mà thủng 1.226, 1.227 thì xác định luôn là nó về quanh quanh cái vùng là 1.200. Thì khi mà thị trường nó về tầm 1.200 thôi là sẽ có rất là nhiều mã cổ phiếu có điểm mua. Khi mà từ đây mà về tới 1.200 thì nghĩa là một mã cổ phiếu nó phải giảm ít nhất là lên quanh khoảng từ 4 cho tới 5%, 4-5% là ít. Còn những cái mã nào yếu yếu nó có thể nó sẽ giảm từ 7 cho tới 10%. Cho nên bây giờ chúng ta chốt lời, chúng ta hạ tỷ trọng để chúng ta cover lại phía bên dưới là một cái điều rất là hợp lý. Hay là anh chị sẽ hỏi em một cái câu hỏi rằng là lỡ bây giờ bán rồi thị trường nó không chỉnh rồi sao? Thì em sẽ hỏi ngược lại, lỡ bây giờ anh chị không bán, anh chị cầm full hàng, anh chị cầm full margin rồi lỡ thị trường nó chỉnh sao anh chị xử lý kịp? Đúng không anh chị? Anh chị cứ nghĩ là mình xử lý kịp nhưng bản chất là anh chị sẽ không bao giờ anh chị xử lý kịp. Không bao giờ anh chị xử lý kịp luôn. Ok ha anh chị. Cho nên anh chị lưu ý giúp em về cái vấn đề đó ha. Em đã gặp trường hợp này rất nhiều rồi. Anh chị cứ nói là để thị trường chỉnh đi rồi anh chị bán. Nhưng mà bản chất khi mà thị trường chỉnh á, cổ phiếu nó đảo chiều từ xanh mà sang đảo chiều mà từ xanh mà sang sàn nó sẽ rất là nhanh. Cho nên là anh chị cũng sẽ không có xử lý kịp những cái vấn đề đó đâu. Ok ha anh chị. Cho nên mọi người lưu ý giúp em về cái vấn đề đó ha. Đó. Rồi, thì trong khung 15 phút thì ngày mai khả năng cao có hồi, nhưng mà sau đó thì
cũng chỉ là để bán thôi nha anh chị. Nhưng mà giữ nguyên cái tinh thần giúp em, điều chỉnh sẽ là cơ hội vàng để mua cổ phiếu. Thì bây giờ sẽ giải đáp thêm một cái câu hỏi mà mọi người hay hỏi em, nói rằng là nếu như mà hạ tỷ trọng xong rồi mà thị trường nó không giảm như cái dự kiến, như cái dự kiến ban đầu của mình thì sẽ như thế nào? Thì em xin phép trả lời mọi người như thế này. Thì chúng ta cũng cần phải đợi thị trường nó cân bằng trở lại, tại vì anh chị thấy dạo gần đây thị trường nó đang dao động với biên độ lớn. Đúng không anh chị? Thị trường tại dạo gần đây đang dao động với một cái biên độ tương đối lớn, cũng như là thanh khoản nó rất là lớn. Cho nên em nghĩ là dù gì phải nói đi chăng nữa, nếu như mà thị trường nó không chỉnh á thì nó cũng sẽ cần phải tích lũy quanh đây cân bằng trở lại, siết nền, siết vol lại, thì lúc đó chúng ta sẽ nói rằng là thị trường nó cân bằng. Nghĩa là cân bằng ở trên đường 1126, 1127 á, vol siết lại, nền siết lại, thì lúc đó chúng ta sẽ gia tăng trở lại cổ phiếu và tham gia trở lại thị trường. Ok anh chị, còn thị trường ở thời điểm hiện tại em nghĩ rằng là hoàn toàn có khả năng nó sẽ kéo giật ngược lên lại để có thể tạo một cái gì anh chị, phân kỳ tam đoạn. Anh chị lưu ý giúp em về cái vấn đề đó. Cho dù nó có kéo lên, em vẫn sẽ tiếp tục khuyến nghị mọi người chốt lời. Trừ trường hợp nó tích lũy quanh đây, siết nền, siết vol lại á, thì em sẽ suy nghĩ về cái việc là gia tăng trở lại cổ phiếu và mua trở lại cổ phiếu. Đó, ok ha anh chị. Thì cái nội dung video này nó sẽ là như vậy. Đó. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành, cũng như là hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo để cập nhật cho mọi người về thị trường cũng như là những cái thông tin hữu ích, để giúp cho anh chị có một những cái góc nhìn khách quan hơn trên chặng đường đầu tư. Cần tìm một cái người tư vấn, cần tìm một cái người đồng hành trên thị trường, quan tâm tới room Zalo khách hàng, room VIP của em tính, thì cứ liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại. Em có xài Zalo nha anh chị, 0866088044. Anh chị chỉ cần mở một cái tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về em nếu đang giao dịch bên VPS, thì chúng ta sẽ đồng hành và làm việc cùng với nhau trên thị trường chứng khoán. Em sẽ là người tư vấn và hỗ trợ cho mọi người. Vì một lý do đó anh chị không chuyển về VPS được, thì em cũng sẽ có hình thức tư vấn bằng cách là thu phí. Anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em vừa mới đọc nha anh chị, 0866088044. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Hoặc là anh chị có thể thấy số điện thoại của em ở trên thumbnail á anh chị, cái thumbnail ở bên ngoài YouTube á. Đó, mọi người có gì cứ liên hệ với em ha. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Tạm biệt mọi người.